Vận động viên SEA Games cầu hôn bạn gái sau khi giành huy chương. Sau khi giành huy chương đồng ba môn phối hợp tại SEA Games 32, vận động viên Bra Chum đã quỳ gối, cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của bạn bè, đồng đội. Hôm 8 tháng 5, vận động viên ba môn phối hợp Singapore Bra Chum đứng ở bãi biển kép, trong khi tim đập thình thịch và lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Điều khiến anh bồn chồn không phải là cuộc đua giành huy chương. Chàng trai 26 tuổi có nhiệm vụ căng thẳng phải hoàn thành. Chỉ vài giờ sau khi kết thúc nội dung thi đấu cuối cùng của mình tại SEA Games 32, Chum đã quỳ gối và cầu hôn bạn gái lâu năm Serafour, theo The Straits Times. Những giọt nước mắt hạnh phúc và tiếng reo hò dành cho cặp đôi khi Phu nói đồng ý trước các đồng đội và bạn bè của Chum, những người đã tụ tập để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Chum, người đã giành huy chương đồng tại SEA Games 32, cho biết việc cầu hôn căng thẳng gấp 10 lần thi đấu. Tôi đã lên kế hoạch, nhưng khi giây phút đó tới, bạn phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Bạn sẽ không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào, anh nói. Ban đầu, Chum dự định cầu hôn bạn gái ngay tại lễ trao huy chương, nhưng cảm thấy địa điểm đông đúc như vậy không thực sự phù hợp. Thật tuyệt khi được làm điều đó tại điểm xuất phát của cuộc thi ba môn phối hợp dọc theo bãi biển. Nó đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời của cả hai chúng tôi. Mua nhẫn cưới vào giữa năm 2022, Chum không tìm được thời điểm thích hợp để ngỏ lời cầu hôn, cho đến khi một người bạn đề nghị anh cầu hôn tại SEA Games. Chum đã lên kế hoạch với sự giúp đỡ của các đồng đội, chẳng hạn như vận động viên giành huy chương đồng ba môn phối hợp nữ Louisa Middleditch, người đã tập hợp đội để chứng kiến, chụp ảnh và quay video về buổi cầu hôn. Phu, 26 tuổi, cho biết cô đã bất ngờ khi Chum quỳ xuống. Nhà thiết kế nội thất cho biết, tôi lo lắng suốt cả ngày vì buổi thi của bạn trai. Tôi càng sốc hơn khi nhận được lời cầu hôn, nhưng vì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, tôi rất vui và cảm ơn về khoảnh khắc đặc biệt. Phu cho biết đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài để ủng hộ Chum, thi đấu và tấm huy chương đồng của anh khiến trải nghiệm trở nên ngọt ngào hơn. Cô đã không thể cổ vũ bạn trai tại kỳ SEA Games đầu tiên của anh vào năm 2019 do bận công việc. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một trại huấn luyện ba môn phối hợp vào năm 2016. Huấn luyện viên của Chum từ trường thể thao Singapore cũng đã dạy Phu, một thành viên của hoạt động ngoại khóa tại Temasek Polytechnic. Phu cho biết giai đoạn mới hẹn hò cả hai gặp nhiều khó khăn, do lịch trình tập luyện bận rộn của Chum và anh cũng thường xuyên phải ra nước ngoài thi đấu. Nhưng sau 7 năm, Phu vẫn lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh Chum, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, thách thức, rất khó để hiểu và cảm thông cho cuộc sống của một vận động viên. Nhưng cô ấy đã dành thời gian để hiểu tôi và đảm bảo rằng tôi đang ở trạng thái tâm lý tốt nhất cho mọi cuộc đua. Mọi điều cô ấy làm đều giúp sự nghiệp thể thao của tôi dễ dàng hơn rất nhiều, Chum chia sẻ. Cặp đôi đã trở về Singapore và hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho đám cưới. Chum dự định tạm nghỉ thi đấu một thời gian để hồi phục và học tập trở thành một nhà vật lý trị liệu thể thao. Dù kế hoạch tương lai là gì, anh vẫn cảm thấy vững tin khi có Phu ở bên cạnh.